chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì Yến rất là vui vì được bàn giao thêm một ngôi nhà mới nữa, đó là nhà của chị em cô Hồng, cô Lệ. Dạ thì trước tiên Yến cũng xin thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cùng quý nhà hảo tâm đã yêu thương giúp đỡ cho chị em cô ngay lúc tuổi già có một cái mái nhà yên ắng để hai cô có thể sinh sống sau này. Dạ xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình vào xem nhà mới nha. Dạ. Thì nhà mới của cô á là ý cũng sơn cái màu xanh này là màu xanh ngọc. Cô chú anh chị thấy cái màu xanh này nó cũng sáng và rất là sạch sẽ. Dạ, nhà thì không có con nít luôn. Dạ, bởi vì cũng không có sợ mà dơ. Dạ. Đây, ở trước thì mình cũng có chán một phần sân. Và nhà này thì á, khi mà mình làm thì mình cũng đã làm móng tăng cường rồi. Rồi nâng nền lên cũng cao 4 tấc luôn cô chú anh chị. Cho nên nhà của cô là sau này không có sợ ngập nữa. Cộng với cái nền của cô thì lúc trước là cô đã múc đất vô để làm cho nó cao rồi. Dạ, đó, bây giờ thì đã yên tâm về cái phần này. Đây, cô chú anh chị thấy nhà mình cũng rất là cao và cũng có làm một cái dốc đi lên như thế nè. Dạ, một cái dốc lên. Dạ, bây giờ mình vô nhà mình xem nha cô chú anh chị. Nhà mình là nhà mặt thụt mặt lòi, bên bển là mặt lòi. Dạ, còn mặt thụt của mình ở bên đây. À, bữa nay mình có một cái mẫu gạch nè. Mẫu gạch này cũng hơi mới chút xíu. Và mẫu gạch mình mua thì cũng tùy theo cái dùng, như dùng nào mà ở gần đó bán cái mẫu gạch nào thì mình sẽ lấy cái mẫu gạch đó. Đợt này Yến thấy là mẫu gạch này cũng rất là đẹp nè, mà sạch sẽ nữa. À, nhà không có nít cho nên mình cũng không có sợ nó dơ. Dạ. Bây giờ mình vào trong nhà mình xem nha cô chú anh chị. Dạ. Nhà trong nhà thì cũng màu xanh ngọc giống như vậy luôn. Yến thấy nhà đó, sơn lên thì thấy nó rất là rộng rãi, rất là sáng sủa. Và đây và như thường lệ thì được cô chú có pháp danh là Tịnh Từ và Trí Trung ở Mỹ thì có giúp đỡ. Thì đợt này á, là cô cũng giúp đỡ là cắt kiến làm bàn thờ. Và nhà của cô Hồng, cô Lệ thì chị em cô á, là đạo Công giáo. Cho nên là Yến đợt này là Yến thỉnh là tượng Chúa Giêsu, mẹ Maria với lại thánh cả Giuse. Dạ. Cái này thì người ta làm sẵn là nguyên một combo như vậy luôn, mà có cái chỗ để mình gắn đèn cho thánh giá với lại đèn thờ bên đây nữa. Dạ, thì Yến thấy rất là đẹp, để lên cái Yến thấy sáng cái bàn thờ luôn. Dạ, và với lại ở đây mình cũng còn cái chỗ trống nè, mai mốt cô có thể để hoa hay là gì đó để lên trưng bày lên trên bàn thờ cũng được luôn. Dạ, đây là của cô chú đã giúp đỡ. Và bên đây là cửa sổ trong phòng khách của mình như thường lệ luôn cô chú anh chị. Ở trên thì mình cũng có la phong và có đèn lớn ở ngoài phòng khách nha. À, đây bàn ghế ở ngoài phòng khách nha. Dạ, và bên đây là hệ thống điện thì mình có CB nè, rồi có ổ điện đồ đàng hoàng hết với một cái quạt ở ngoài đây. Dạ, đây. Cô chú anh chị thấy phòng khách cũng còn rất là rộng. Mai mốt cô và muốn bài trí thêm đồ cũ của cô, muốn đem vô thêm cũng được luôn cô chú anh chị, tại vì còn rất là rộng, chỉ có hai chị em cô thôi. Dạ, và bên đây là phòng ngủ thứ nhất nha. Dạ, cũng như thường lệ Hiển cũng mua một cái giường rồi nệm mùng mền gối đồ đầy đủ hết cho cô. Trong phòng mình cũng có cửa sổ nữa cho nó thoáng nè cô chú anh chị. Ở trên thì mình có la phong, có đèn ngủ ở trong phòng luôn, đèn cũng là đèn bóng to luôn. Dạ. Thì cái nhà của cô lúc trước thì đồ đạc coi như là nó mục, nó cũ hết trơn rồi cô chú anh chị, xài không được luôn. Lúc mà dỡ nhà ra thì đồ đã hư rất là nhiều. Bây giờ thì mua thêm đồ mới để cho hai cô vô sử dụng. Thì đây một cái tủ quần áo cô chú anh chị. Nhà một cái tủ quần áo. Cũng như cái tủ thường lệ mà mình hay dùng luôn cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ qua phòng tiếp theo nha. Hai phòng của hai cô thì cũng tương giống y như vậy thôi. Dạ, cũng giống hệt như vậy, không có gì khác cả. Đây, trong phòng cũng có cửa sổ luôn. Dạ, và cũng có nệm gói mùng mền đầy đủ hết như thường lệ luôn cô chú anh chị. Ở đây thì có thêm một cây quạt gió nữa. Dạ, một cây quạt gió nữa với ổ điện của mình đây nè. Dạ, còn này là cái dạ. Còn đây là cửa phòng. Dạ, thì đó là phòng của hai cô. Chưa biết cô sẽ ngủ phòng nào, tại vì cô chú anh chị biết không, là tại vì hai cô thì cô Lệ thì bữa có nói là cô có cái vấn đề về tâm lý, cho nên là cô nhiều khi cô rất là khó chịu. Thì lúc đầu Yến lại cũng có hỏi là hai chị em lúc trước Yến thấy có hai cái giường mà hai cái giường đều muốn sập hết rồi, thì hai cô là không có ngủ chung được. Dạ, cho nên nó là bắt buộc phải ngủ riêng, cho nên là mình làm hai phòng luôn. Thì mai mốt cô Hồng con cháu cô có về đây thì cũng có chỗ để mà ở nữa cô chú anh chị. Bên đây là bếp. Thì cái nhà này là đúng mẫu thiết kế của mình luôn, là cái bếp dài qua rồi có cửa sổ nè cô chú anh chị, có cửa sổ phòng luôn. Và ở đây thì mình có ổ điện nè để ghim nồi cơm điện nha. Ghim nồi cơm điện nè, rồi dưới điện này là mình mở cho nhà bếp với một cái điện là cho cái nhà vệ sinh. Dạ, đó, đây là bếp của mình. Và như thường lệ Yến cũng mua bếp ga, bình ga,
nồi cơm điện rồi gạo hũ gia vị, bên đây là bồn rửa chén và xà bông, bên đây là kệ chén và gia vị. Và Yến cũng xin nói thêm về cái phần nước, thì hôm bữa mình vô đó là cô là nhà cô là cô xài nước là nước sông hồi xưa tới giờ luôn, mà bây giờ á, thì muốn kéo cái đường nước vô á, thì rất là xa cô chú anh chị. Hôm bữa Yến có nói á, là nhà cô là ở rất là sâu, mấy bữa mà mưa ướt quá là Yến bắt buộc phải đi ghe, còn nếu mà không có trời mưa, bữa nay giống như là không có mưa nè, thì Yến cũng đi đường bộ được, nhưng mà lội sình rất dữ cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy Yến gọi vô đây là gửi rồi mà cái quần Yến còn dính sình nữa là cô chú anh chị biết rồi đó. Đó là đường nhà cô rất là sình lầy lội đi vô tới trong đây, thì cho nên nó là cái đường mà kéo nước vô á, là phải kéo từ ngoài lỗ lớn ra ngoài để kéo vô tới trong đây. Thì chi phí á, là mình vô nước bình thường thì chi phí vô đồng hồ nước đồ cũng không có nhiều, nhưng mà cái tiền mà mình kéo ống vô thì nó mới nhiều, thì ra là cũng ra hơn 5 triệu đồng. Ống á, do là cái đường đi rất là xa và qua cái nhiều cái đất của người ta cho nên là phải xin phép người ta, thì cũng nhờ bên địa phương nhờ liên hệ xin phép các cái chủ đất khác giùm. Thì vô đây mà mình cũng mua cái ống tốt, ống lớn luôn, ống tốt luôn để kéo vô cho cô. Nhưng mặc dù á, là mặc dù như vậy nhưng mà cái đường nó cũng rất là xa cho nên cái nước á, thì nói chung là cũng vừa xài chứ cũng không phải là mạnh dữ lắm, nhưng mà cũng đỡ hơn là mình xài nước sông rồi, tại vì bây giờ là có nước sạch luôn. Đây cô chú anh chị, cái này là mình mở cũng vừa vừa, nếu mà mình mở cái đồng hồ nó hơi lớn hơn chút thì nó cũng có thể chảy hơi mạnh hơn nghe cô chú anh chị, nhưng mà mình xài vậy thì mình cũng vừa đủ xài với lại cũng tiết kiệm nước chứ nữa. Đó thì đó là cái phần nước, thì bây giờ đã vô được nước sạch cho cô, là hai chị em cô từ đây là không cần phải xài nước sông nữa rồi. Hồi xưa giờ là hai chị em cô là cứ xách nước sông lên từng thùng nhưng mà xài đó, rất là khổ. Đây là cây kẻ chén và gia vị cá mòi rồi như thường lệ Yến cũng mua. Ở bên đây là thùng lau nhà chổi nè, cái này là cái bên đây là cái cửa sau, cái cửa sau, ở dưới mình có làm cái bậc tam cấp để bước lên nè. Đây cái chỗ này là cái chỗ hồi làm cô nói là cô múc đất đó để đem qua đây đó cô chú anh chị, bây giờ thì nó thành cái ao luôn rồi, giờ lại mưa quá cô chú anh chị nó ngập, như ví dụ chứ vô tới cái mùa khô thì bắt đầu nó cũng không ngập nữa đâu cô chú anh chị, nó sẽ khô lại thôi. Ở trong đây thì nó như vậy nhưng mà nó không ngập cao, nó chỉ tới đó thôi. Rồi bên đây là nhà vệ sinh, thì như thường lệ nhà vệ sinh của mình xây là đưa ra ngoài cho nó rộng cái không gian nha. Thì nhà vệ sinh cô chú anh chị thấy là mình cũng có đầy đủ giống như thường lệ luôn, ở trên mình có lợp la phong đèn, ở dưới là có bánh ú nè, rồi bên đây là mình có giò sen nè nha, và có móc phơi quần áo ở trong đó. Bên dưới hiện có mua xô mua gáo đồ để xài rồi nhà vệ sinh, ở phía dưới nữa mình lót cái loại gạch chống trơn trượt ở trong nhà vệ sinh để mình đi nó không bị trơn trượt. Đây là cửa nhà vệ sinh, đầy đủ hết luôn. Này thì đó là cái nhà của chị em cô Hồng cô Lệ, ngày hôm nay thấy được nhà rồi hai chị em cô rất là mừng. Hôm bữa giờ thì cũng ngủ ở ngoài trời của chú chị trong thời gian xây dựng, mà bây giờ hiện tại đang vô mùa mưa bão nữa cho nên bây giờ nhà mà xong rồi hai chị em cô rất là mừng, vì từ đây trở đi có thể yên tâm mà sinh sống sau này rồi. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, bây giờ mình sẽ đi gặp hai chị em cô nha. Cô Lệ ơi, vô coi nhà mới nha cô ha. Bỏ dép, bỏ dép rồi cô, nha. bỏ dép qua mình mà bước lên nha. Rồi vô nhà xem nha cô ha. Đó cô Lệ thấy thấy trên bàn thờ đẹp không? Đẹp đẹp không, trên bàn thờ đó, bàn thờ này là bàn thờ gì? Bàn thờ Chúa. Bàn thờ Chúa ha, đẹp ha. Dạ. Đó, rồi bây giờ mình vô tham quan đi. Ở đây con có hai cái phòng ngủ nè, là cô Lệ sẽ ở ngủ phòng nào cô Lệ chọn đi, ngủ phòng nào cho ngủ phòng nào thì được ngủ phòng đó. Ngủ cho phòng nào thì ngủ phòng đó. Bây giờ cô vô tham quan trước phòng này ha, giờ cô vô tham quan trước đây ha. Sao thấy phòng sao cô? Đẹp đẹp ha. Rồi cô qua đây coi luôn đi, coi xong cái rồi mình chọn nha. Phòng này cũng đẹp luôn. Phòng này cũng đẹp luôn hả? Rồi bây giờ thích phòng nào hơn? Hả, thích phòng nào? Giờ cho ngủ phòng nào được? Không, cứ nhà nhà của cô cho cô lựa chọn chứ. Hả, rồi cô không chọn phòng nào? Cô tao chọn phòng đó. Cô phòng ngoài, vậy cô lễ phòng trong được không? Cũng được. Cũng được luôn, tại hai phòng cũng giống nhau thôi. Không có khác gì hết trơn á. Rồi mình ra ngoài bếp mình coi coi ngoài bếp có cái gì nè cô ơi. Cô coi dưới bếp coi có gì. Hả? Có bếp ga. Có bếp ga, rồi có gì nữa? Dạo. Rồi vô đây coi cô. Vô đây vô đây. Đó.
có chén bát này kia nọ đủ điều hết trơn, đủ thứ hết trơn ha. Đó là rồi tính bữa nào vô dọn vô ở luôn. Cũng chưa biết nữa. Chưa biết nữa hả? Dạ đó, rồi cô coi đẹp không? Cũng đẹp. Rồi có thấy nhà tắm chưa? Qua coi nhà tắm luôn cô. Dạ qua coi nhà tắm luôn, coi hết cái nhà cho biết ha. À, à. Rồi nhà tắm cũng đẹp luôn. Đẹp luôn. Rồi mai mốt là tắm ở đâu? Tắm ở trong này. Tắm trong này ha. Mốt còn nghỉ xuống sông tắm nha. Nha. Cô Lệ ơi, bữa nay cô thấy nhà mới vậy đó, rồi cô đi tham quan rồi cô thấy nhà mới của mình sao? Thì cũng đẹp. Đẹp ha. Đẹp hơn cái nhà cũ của mình. Đẹp hơn nhà cũ của mình. Rồi cô có thấy vui không? Thì cũng thấy vui. Dạ, rồi mình có tính là chừng nào mình dọn vô mình ở luôn chưa? Cũng chưa biết. Cũng chưa biết nữa ha. Dạ, rồi đợi sắp xếp rồi mình vô ở luôn ha. Dạ, dạ rồi. Rồi cô thấy vui rồi đó. Bữa nay là Mạnh Thường Quân rất là thương. Rồi cho chị em cô có nhà ở ha cô ha. Nếu như là thay mặt hai chị em của mình. Dạ. Mạnh Thường Quân cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Với cô với chú này cũng cực khổ. Dạ. Cũng, cho được cái nhà cũng rất là cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cũng nhiều lắm. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ thì Mạnh Thường Quân rất là thương, rồi cho nhà, rồi cho giường, tủ, đồ đạc rồi để cho chị em mình xài nữa ha cô ha. Để cho hai chị em cô xài nữa. Rồi còn một thứ nữa rất là quan trọng luôn là nước sạch. Đó, bây giờ cô mở nước thử coi. Giờ mở thử coi, coi mở nước biết nở không. Nè, ở ngay đây nè, là mở thử đi cô. Ha. À, mở coi có nước không. Rồi cô mở đi. Đó, mai mốt là có nước rồi ha. Rồi không có xài nước sông nữa nha. Mai mốt là xài gì mình mở nước ở đây mình xài, hoặc là vô trong cầu mình mở nha. Rồi đừng có xuống sông xài nước sông nữa, nó dơ nha cô ha. À, cô ơi, bữa nay là mình đã hoàn thành nhà mới ha cô ha. À, cô thấy nhà mới của mình bữa nay sao cô? Chú ơi mừng quá à. Mừng về trong Bắc hơn. Mừng dữ lắm. Dạ. Cô thấy nhà đẹp không? Đẹp. Dạ. Rồi cái nhà này hai chị em mình ở cái nhà này cô thấy được không? Sướng. Sướng nữa à? À, rồi sau khi mà mình có cái nhà này, cô có nhớ cái nhà cũ của mình nó như thế nào không cô? Vẫn còn nhớ. Nhớ, mà, nhớ mà khóc quá, nhớ mừng nhà này mình quên nhà kia. Cái nhà cũ nó làm sao cô kể lại cho Mạnh Thường Quân nghe được không? Chú là dọn nát một kiểu trang nào không còn gì nữa trang. Nó dột nát nó một kiểu hết trơn à, rồi gầu rồi leo tới leo kèo. Bây giờ cảm ơn Mạnh Thường Quân đã cho được cái nhà, không biết được lời nào để nói chân mừng lên mắt thôi chứ không biết nói lời nào. Dạ. Dạ rồi thì bữa nay là mình đã hoàn thành xong nhà mới. Mạnh Thường Quân rất là thương chị em cô, ngoài cho mình cả căn nhà này là căn nhà tường luôn, không phải cho nhà to nữa đó, nguyên căn nhà tường. Rồi còn lại là cô có thấy là trong nhà mình có rất là nhiều đồ mới không? Thấy mừng hết chứ là mừng. Mạnh Thường Quân cảm ơn Mạnh Thường Quân lo tất cả những gì hết trơn rồi. Mạnh Thường Quân cho từ giường, tủ, đồ đạc, và đặc biệt có một thứ rất là quan trọng là nước sạch. Là tại vì Mạnh Thường Quân cũng thấy là nhiều năm nay là cô đã xài nước sông rồi, cho nên người ta giúp đỡ thêm nước sạch cho cô, để cho cô, chị em cô có nước sạch để mình xài, không có xài nước sông nữa ha cô ha. Thì sau đây á, thì con cũng xin chia sẻ về số tiền mà được các Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho thêm. Yến có nhận được có, thì trước đó Yến có công bố một lần là khi mà trước khi xây nhà, và khi mà tới khi mà chuẩn bị xây nhà thì Yến có nói về hoàn cảnh của cô đó, là còn phải hai chị em cô thì cũng lớn tuổi thì cũng phải sinh sống sau này, mà cũng không có lao động mà bệnh hoạn nữa đó, cho nên nó là rồi phải vô nước sạch nữa. Cho nên nó là Mạnh Thường Quân đã giúp thêm, thì sau đó Yến có nhận được thêm một số tiền là đợt sau. Rồi coi như là Yến sẽ đọc tổng luôn cả hai lần. Thì tổng hai lần là Yến nhận được luôn á là 125.885.000. Dạ, thì Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình. Thì trong đó là có dì Huỳnh Kim Hiền ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng, cô Huỳnh Hiền Trân và chú David Mắc ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng. Chú Mạnh Thường Quân L ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Chị Sinh Điền Nguyễn ở bên Mỹ gửi tặng 2.000.000 đồng. Chú Người Thượng ở Cali Mỹ gửi tặng 3.000.000 đồng. Gia đình cô Tina ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ, tương ứng 5.092.000 đồng. Chú Minh ở Sài Gòn gửi tặng 3.000.000 đồng. Cô Bốn ở Virginia Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Chú Ngọc Nông và cô Ái Trân
Trân ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng, cô Hải Vân ở Cali, Mỹ gửi tặng 4 triệu đồng, anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 200 Canada, tương ứng 3.690.000 đồng, cô Thủy ở bên Úc gửi tặng 1 triệu đồng, cô Lisa ở Atlanta, Mỹ gửi tặng 3 triệu đồng, cô Nhi Dương, chị Hương Quỳnh ở Sài Gòn gửi tặng 3 triệu đồng, anh Ban, chị Liễu ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1.273.000 đồng, cô Trang, chú Thanh ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng, cô Ngọc Châu, chú Thanh Kim ở Chicago, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng. Bác Đức, bác Khang ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng. Bác Mạnh Thường Quân ở Houston, Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1.273.000 đồng. Cô Nguyễn Tuyết Hồng ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Hai bé Evie Trần và Miller Nguyễn ở bên Úc gửi tặng 200 đô Úc, tương ứng 3.342.000 đồng. Cô chú Mạnh Thường Quân ở Portland, Oregon, Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Dung, chú Vinh ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Mạnh Thường Quân ở KCMO, Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Sư cô Phúc Nhân, chị Thu Nga, Sóc Trường Hưng thực phẩm ở bên Úc gửi tặng 3 triệu đồng. Chú Duy Minh và cô Ngân Quỳnh ở Fontenay, Pháp gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Hồng, cô Lan, cô Kim ở Mỹ gửi tặng 7 triệu đồng. Cô Trần Thị Lễ Hoa ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Gia đình chú Đông A ở bên Úc gửi tặng 100 đô Úc, tương ứng 1.671.000 đồng. Chị Liễu Nguyệt ở Canada gửi tặng 100 Canada, tương ứng 1.845.000 đồng. Cô chú Phước Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ, tương ứng 5.092.000 đồng. Cô Hưng Mã ở Texas, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng. Chú Duy Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng. Bác Đào Tôn và bác Lãnh Tôn ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ, tương ứng 5.092.000 đồng. Gia đình bác Lương ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Gia đình anh chị Liên Nguyên ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Gia đình chị Mỹ và hai con Khang Khải ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Gia đình anh chị Thủy Nhân ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô M Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng. Cô Hoa và con Chris ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng. Chú Nguyễn Gia Trâu ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng. Chú Đức Cô Phấn ở Bellevue, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng. Chú Nhã Cô Thò ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng. Anh Việt ở Houston, Mỹ gửi tặng 2.500.000 đồng. Cô Hu Hà ở bên Đức gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Lâm Thị Thu Thủy ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Nga My ở gửi tặng 1 triệu đồng. Chú Lê Hấn gửi tặng 500.000 đồng. Anh Mai Thái Hòa ở Sài Gòn gửi tặng 500.000 đồng. Cô có pháp danh là Nguyên Trung gửi tặng 500.000 đồng. Cô Hà, chú Thành ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Chị Mỹ Giang ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Dạ. Và các mạnh thường quân giúp đỡ thêm cho đợt sau bao gồm gia đình cô Tina ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.546.000 đồng. Hai em là Hanna Nguyễn và Lena Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Ông bà ngoại của Khải ở quận 8 Sài Gòn gửi tặng 5 triệu đồng. Sư cô Phúc Nhân, chị Thu Nga, Sóc Trường Hưng thực phẩm ở bên Úc gửi tặng 2 triệu đồng. Cô Hiền ở Canada gửi tặng 200 Canada, tương ứng 3.690.000 đồng. Chị Mỹ Giang ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Cô Thu Trâm gửi tặng 500.000 đồng. Cô có pháp danh là Nguyên Trung gửi tặng 500.000 đồng. Cô Nhung Trần ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1.273.000 đồng. Dạ, tổng số tiền mình nhận được là 125.885.000 đồng. À, vừa rồi là con đã đọc qua danh sách là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình với số tiền 125.885.000. Dạ, thì tiếp theo rồi con xin đọc về cái phần mà mình chi ra nha cô ha. Cô chịu khó mình nghe thêm ha cô ha. Dạ. Tổng mình nhận là 125.885.000, thì trong đó tiền chi phí xây nhà là 96.140.000, điện với nước 1.780.000, chán sân là 500.000, vận chuyển là 1.200.000 đồng, hai cái giường là 2.600.000 đồng, một cái tủ quần áo là 1.600.000 đồng, một nồi cơm điện là 310.000 đồng, hai cái quạt gió là 360.000, bếp ga bình dây van ga 1.150.000 đồng, kệ chén 430.000, hai nệm hai mùng hai mền hai gói là 690.000, móc treo nhà vệ sinh, chổi thảm 130.000, bộ thùng lau nhà là 160.000, thùng đựng gạo, xô gáo, hũ gia vị là 165.000, bàn với hai cái ghế phòng khách là 180.000, vô nước máy cộng với kéo ống tới nhà là 5.300.000 đồng, tiền xà bông là 290.000, tổng số tiền mình nhận được là 125.885.000, tổng số tiền mình chi ra là 112.985.000, phần còn lại của mình là 12.900.000. Dạ. Yeah.
Yến cũng xin nói thêm một chút về cái chi phí thì trong đây á, là mình có tiền xây nhà thì cái giá cũng như bình thường. Đáng lý là mình có thêm những cái tiền mà tăng cường, tại vì cái phần móng của cô á, thì cái đất này của cô thì không mấy gì được cứng, cho nên thợ cũng có tăng cường thêm vật tư rất là nhiều. Nhưng mà do là thấy cô ở trong quê thì ở rất là sâu, hai chị em cô thì bệnh lớn tuổi nữa, cho nên thợ người ta không có tính thêm cái phần này, và người ta ủng hộ thêm cái phần này cho cô. Còn về cái tiền vận chuyển thì hơi cao một chút, là tại vì mà nhà của cô thì ở rất là sâu rồi rất là xa, khi mà thợ chuyển tới đây á, thì nhờ họ phải chuyển đường sông đi vô thêm nữa, rồi họ cũng ghim giác đồ tiếp á, thì cho nên là trong đây là có tiền vận chuyển với ghim giác đồ tiếp, thì là ra chi phí là nhiều hơn mấy hộ kia chút xíu, là 1,2 triệu. Dạ. Và cái phần vô nước máy với kéo ống tới nhà thì nãy có nói đó, là nhà của cô rất là xa, cho nên chi phí vô đồng hồ rồi cộng với cái tiền kéo ống vô tới đây là 5,3 triệu. Mà ống đợt này vô là đảm bảo là ống tốt luôn cô chú anh chị, ống lớn 27 và ống này là ống tốt luôn. Thì của cái này là giá này là bên nhà máy nước, là công ty nhà máy nước, người ở bên đó người ta vô người ta làm lắp đặt luôn, chứ này không phải là bên thợ xây nhà làm nha cô chú anh chị. Thợ xây nhà chỉ có làm cái hệ thống là lắp điện với lắp nước là ở trong nhà thôi. Dạ. Còn mấy cái phần mà vô từ ở bên ngoài vô thì cái đó là phải là bên công ty điện hay là công ty nước gì người ta giải quyết. Dạ. Thì đó là cái phần Yến giải thích thêm. Và ngoài những cái phần mới thì Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ thêm cho cô các cái phần, như là gia đình cô Tina ở Mỹ thì có giúp đỡ thêm là mua 20 kg gạo là 340.000, nhu yếu phẩm với cá mòi là 200.000, tổng là 540.000. Và cuối cùng là có cô chú có pháp danh là Tịnh Từ và Trí Trung ở bên Mỹ, thì cô có giúp đỡ cắt kiến làm bàn thờ, và ở đây là có hình tượng Chúa, bàn thờ Chúa để cho mình, thì cô chú đã giúp đỡ thêm cái phần này riêng là 800.000 để hỗ trợ cho gia đình mình thêm phần này đó. Vừa rồi là con đã đọc qua hết các cái phần mà Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cùng với cái số tiền chi ra, thì nghe qua danh sách rồi á, vừa rồi cô thấy có Mạnh Thường Quân giúp cho con nhiều không? Cho cô chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân với mấy ông nước ngoài tặng cho cô. Cho cô chân thành cảm ơn nhiều lắm. Cô không có biết gì để nói chân á. Nói ra thì cô hơi rưng nước mắt thành ra. Cho cô cảm ơn Mạnh Thường Quân tất cả. Và cô rất là mừng lắm. Cô ngồi giáo ngoại mà dần vô cô mừng mà cô rưng nước ngoài. Không có đấy. Hồi trước mình có mơ ước có cái nhà giống vậy không cô? Có mơ ước là cho về. Giờ cô không biết nói gì để ngoài cái lời cảm ơn. Dạ. Cô Yến đây. Dạ. Dạ. Thì Mạnh Thường Quân thì thương cái hoàn cảnh của hai chị em cô. Bây giờ lớn tuổi trong người thì hai chị em bệnh hoạn đủ thứ hết á. Mà cũng không có làm ra tiền được nữa, thì nhà cửa thì dột nát, thấy rất là đáng thương, cho nên nó là Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Thấy nhà cũng nát rồi xây lại nhà mới, rồi Mạnh Thường Quân giúp đỡ thêm tiền để mình mua đồ đạc trong nhà. Lại nhà cũ khi mà hư sập thì mấy cái đồ đạc nó cũng mục hết trơn rồi, bây giờ có nhà mới mà có đồ mới để mình xài luôn đó, rất là vui ha cô ha. Và trong cái phần tiền mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình nó còn dư là 12,900,000 đồng, thì cái phần này con sẽ trao cho cô. Nhưng mà trước tiên thì cô có thể chia sẻ là mình có muốn làm cái phần đó vô trong cái nào của cô? Thì cô cũng gán để nuôi gà. Cô phải nuôi gà, mấy năm trước cô lo nuôi gà không à? Nuôi gà ngập quá rồi cô bán, rồi với lại cô đau ốm rồi cô không có mới đi móc lúa được rồi cô không ấy. Nhưng bây giờ sau này cô phải nuôi gà, rồi nhiều khi bắt ốc kiếm tiền bỏ vô, chứ còn đầu tư heo đồ thì chắc có lẽ cô không dám. Tại vì mình không có khả năng để trả nợ, rồi nhiều khi nó thất bát nữa. Mình nuôi gà đi, cái vốn nó nhỏ thì cái ví dụ có cái củi gò thì cũng không có sợ nhiều ha. Nhưng mà mình mà nuôi thì nếu mà nuôi trong mùa này thì mình phải che chắn kỹ, còn nếu yên tâm thì mình để tới qua mùa mưa này á mình hãy nuôi thì nó sẽ an toàn hơn ha cô ha. Cái đó thì tùy theo cô sắp xếp. Rồi phần còn dư á, thì nuôi gà nuôi vịt thì con nghĩ chi phí thì cũng không có nhiều lắm. Thì phần còn dư á, thì hôm bữa con cũng có trong cái phần này là Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ thêm, thì giúp đỡ thêm phần sau là thứ nhất là để giúp cho cô vô nước, tại vì cái đường vô nước của cô nó rất là xa, chi phí rất là nhiều. Rồi Mạnh Thường Quân cũng có nói là phần dư thì để cho hai cô giống như là để
tuổi già mình cũng có một cái số tiền để mình ăn uống hay là uống thuốc thuốc thang gì đó cô ha, để mình lo cho hai chị em rồi mình dích ra chút mình nuôi gà nuôi vịt để có thêm thu nhập nha cô ha. Dạ. Thì cuối cùng thì con cũng xin hai mặt Mạnh Thường Quân xin trao cái số tiền còn lại là 12.900.000 cho hai cô ha. Dạ. Cô Lệ thì cổ ở ngoài cô chú chị cổ không có thoải mái lắm cho nên là cho cổ ở ngoài cho cổ thoải mái, bây giờ cho cô Hồng trao cho cô Hồng thôi. Dạ. Đây 12.900.000 con xin hai mặt Mạnh Thường Quân gửi cho cô. Vì cô xin có lời nữa cảm ơn Mạnh Thường Quân với các cô chú anh chị với các cảm ơn cô Yến với cậu đây nhiều lắm. Dạ. Lo cho cô rất là cảm ơn chân thành với. Bây giờ thì cô giúp con đếm lại cái số tiền này coi có đủ chưa ha cô ha. Đây là 12.900.000. Dạ, cô đếm à, bây giờ con đếm cho cô xem ha. Dạ. Rồi, ở đây là hai tờ là 1 triệu ha cô ha. Dạ, 1 triệu nè. Dạ, 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu là đều đủ 12 ha cô ha, 12 triệu gửi ha. Rồi với 400 nữa là 12.900.000 ha cô ha. Vậy là đủ tiền ha cô ha. Dạ đây rồi con xin trao lại cho cô 12.900. Cảm ơn. Thì bây giờ mình cố gắng mình thực hiện cái mơ ước này thì Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho mình rồi thì mình cố gắng mình trân trọng với lại giữ nhà cửa sạch sẽ để đừng có phụ lòng Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị em cô ha. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành bàn giao nhà mới của chị em cô Hồng cô Lệ. Thì cô chú anh chị thấy hai chị em rất là mừng. Thật ra đó là cô Lệ cổ rất là vui, bữa giờ cổ thấy nhà mới cổ mừng lắm cô chú anh chị. Nhưng mà do cái tinh thần của cổ thì như bữa nó nói là cổ không có được tỉnh táo bình thường, cho nên nó là cổ không có biết nói chuyện. Nhưng mà cổ thích lắm cô chú anh chị, và đặc biệt là cô Hồng nữa rất là mừng. Coi như cái tuổi xế chiều hai cô cũng có một cái mái nhà để mà ở được yên ắng yên bình rồi, mừng dữ lắm. Và rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho hai chị em cô có nhà cửa, có đồ đạc và có nước sạch để sử dụng. Ngoài ra các phần dư 12.900.000 đồng thì Yến đã trao cho cô một phần là để cho cô có thể là chăn nuôi chút đỉnh gà vịt để có thêm thu nhập. Mỗi tháng thì đa số là hai chị em cô già cao tuổi nè, cho nên cũng được ở địa phương người ta cũng cho gạo mỗi tháng để ăn đỡ, thì chủ yếu là cô cũng để dành dụm ở đó, ví dụ lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì cũng có tiền để sinh hoạt chi trả. Dạ, một lần nữa Yến rất là cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã yêu thương giúp đỡ cho hộ của chị em cô Hồng cô Lệ. Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến xin chào và hẹn gặp lại.